Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha. Giáo dục bảo thắng chung tay đẩy lùi dịch Covid. Xin chào tất cả các đồng chí giáo viên mỹ thuật của huyện Bảo Thắng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Tiến Mạnh, giáo viên mỹ thuật của trường tiểu học số 2 xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào chúc sức khỏe đến tất cả các đồng chí. Chúc cho năm học 2021-2022 diễn ra được thuận lợi và thành công. Trong đợt bồi dưỡng hè của năm học 2021-2022, tôi và đồng chí Đinh Thị Ngà sẽ giới thiệu cho chúng ta 2 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất đó là giới thiệu về chương trình mỹ thuật tổng thể 2018, người thực hiện là đồng chí Phạm Tiến Mạnh. Chuyên đề 2 là yêu cầu cần đạt của bộ môn mỹ thuật lớp 2, người thực hiện là đồng chí Đinh Thị Ngà. Sau đây chúng ta cùng vào chuyên đề thứ nhất. Đó chính là chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ môn mỹ thuật lớp 2 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2018. Sau đây, mời các đồng chí xem video về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018 của bộ môn mỹ thuật. Em là Đỗ Quang Định, hiện là giáo viên của trường Trung học cơ sở Phương Mai. Thì em có câu hỏi muốn dành cho cô ạ. Cô có thể làm rõ giúp em về quan điểm xây dựng chương trình môn mỹ thuật mới là gì ạ? Xin chào các thầy các cô. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Đông, chủ biên chương trình môn mỹ thuật. Tôi rất vui tôi được cùng trao đổi với các thầy các cô về chương trình môn mỹ thuật. Quan điểm xây dựng chương trình môn mỹ thuật là hết là tuân thủ các cái quy định, các định hướng trong chương trình tổng thể, đồng thời xuất phát từ đặc điểm của môn học và nhấn mạnh một số cái quan điểm sau. Quan điểm thứ nhất là chương trình tạo cơ hội cho học sinh được tiếp cận văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và thế giới, phát huy những cái nền tảng mỹ thuật dựa trên kiến thức cơ bản của mỹ thuật và kết hợp với khoa học giáo dục. Tiếp theo, chương trình lựa chọn những kiến thức cơ bản của mỹ thuật phù hợp với điều kiện dạy học thực tiễn các trường phổ thông Việt Nam và tiệm cận với xu hướng của thế giới. Thông qua các phương pháp và hình thức dạy học sẽ đảm bảo các yêu cầu cần đặt ra, đồng thời cũng tạo những sự linh hoạt và tính mở của chương trình. Tính mở đấy thể hiện ở việc là chương trình không đưa ra những cái nội dung cứng, bắt buộc thực hiện, chỉ đưa ra các yêu cầu cần đạt, và trên cơ sở các yêu cầu cần đạt đấy, giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn nội dung dạy học để đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của chương trình. Đồng thời cái tính linh hoạt của chương trình được thể hiện là trong quá trình thực hiện và triển khai, chương trình có thể cập nhật và phát triển phù hợp với xu thế phát triển nghệ thuật và của thời đại. Đấy là một số những quan điểm cơ bản của chương trình môn mỹ thuật. Xin thầy cô có thể làm rõ giúp chúng em có những điểm mới nào trong cái chương trình này ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Trước hết, chương trình môn mỹ thuật đổi mới lần này thì có một số điểm mới cơ bản sau. Thứ nhất là chương trình xác định mục tiêu hình thành phẩm chất và năng lực học sinh, ví như là đạo đức. Phẩm chất là phần đức và năng lực là phần tài. Và phẩm chất năng lực này sẽ được xuyên suốt trong quá trình tổ chức dạy học mỹ thuật thông qua các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Điểm mới thứ hai của chương trình mỹ thuật lần này đấy là chương trình lần đầu tiên được thực hiện dạy học ở cấp trung học phổ thông.
có thể nói đây là một cái sự mong muốn của rất nhiều giáo viên, của các nhà chuyên môn trong suốt cả một thời gian qua. Cái điểm mới này đã mang lại những cái ý nghĩa về giáo dục cũng như về thực tiễn. Chẳng hạn như chương trình hiện hành thì đã để chống một cái khoảng về giáo dục thẩm mỹ thông qua môn mỹ thuật. Điều này làm hạn chế cái sự nối tiếp giữa các cái bậc học trong giáo dục phổ thông về giáo dục mỹ thuật, cũng như là cái cơ hội để học sinh được tiếp cận với các ngành nghề sau bậc học phổ thông ở cái chương trình hiện hành. Điểm mới thứ ba của chương trình mỹ thuật phổ thông đấy là chương trình xác định mục tiêu về năng lực mỹ thuật là một trong những cái biểu hiện của năng lực thẩm mỹ. Điểm mới thứ tư trong chương trình mỹ thuật phổ thông đấy là cái đổi mới về cái cách tiếp cận nội dung dạy học dựa trên các cái kiến thức cơ bản của mỹ thuật, mà cốt lõi đấy là các yếu tố và nguyên lý tạo hình. Điểm mới thứ năm đấy là chương trình môn mỹ thuật đổi mới về phương pháp dạy học, đặt cái mục tiêu về cái lồng ghép hoạt động thực hành và hoạt động thảo luận trong cái quá trình học mỹ thuật của học sinh. Đấy là cái điểm xuyên suốt. Cái sự lồng ghép này sẽ tạo cơ hội cho học sinh vừa được thực hành, vừa được thể hiện những cái ý tưởng và được chia sẻ những ý tưởng đó, và thông qua đấy thì giúp học sinh đồng thời vừa là người thưởng thức nghệ thuật và vừa là người sáng tạo nghệ thuật. Điểm mới tiếp theo của chương trình đổi mới mỹ thuật phổ thông đấy là đổi mới về đánh giá. Thì chương trình coi trọng đánh giá quá trình kết hợp với đánh giá định kỳ, đồng thời kết hợp với đánh giá định tính và định lượng, đặc biệt là tạo nhiều cơ hội để học sinh được tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Đấy là một số những điểm mới cơ bản của chương trình mỹ thuật phổ thông. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Dung, giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Tây Hà Nội. Và hôm nay em có câu hỏi như sau ạ. Thưa thầy, em xin được hỏi về mục tiêu của chương trình bộ môn mỹ thuật là gì ạ? Vâng, tôi tên là Vương Trọng Đức, là thành viên ban phát triển chương trình môn mỹ thuật. Trước hết nó là nhằm để xây dựng và hình thành, phát triển cái năng lực mỹ thuật của học sinh và giúp các em tìm ra được cái mối liên hệ của mỹ thuật đối với cả các ngành nghề trong cuộc sống. Và đặc biệt là ở chương trình cấp 3 lần này thì có môn mỹ thuật, và nó sẽ tạo một cái bước đệm cho học sinh có thể tiếp cận được với cả các cái trường chuyên ngành có liên quan đến mỹ thuật nói riêng và nghệ thuật thị giác nói chung. Và đây là một cái bước có thể nói là phát triển rất quan trọng trong ngành giáo dục và phát triển mỹ thuật bây giờ. Và tất nhiên là môn mỹ thuật có đóng góp một phần không nhỏ vào trong cái việc xây dựng những cái phẩm chất yêu nước, nhân ái, trung thực và những cái năng lực, ví dụ như là năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và năng lực giao tiếp hợp tác. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh cái xã hội Việt Nam thì cái nhận thức về môn mỹ thuật hoặc là cái ngành nghệ thuật thị giác bây giờ nó đang có những cái vấn đề về khủng hoảng nhận thức, cho nên là cái giáo dục phổ thông môn mỹ thuật là hết sức cần thiết, và đây là một cái bước phát triển mới để nhằm xây dựng được những cái kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là những cái nhận thức đúng đắn về ngành mỹ thuật, và giúp cho học sinh và những công dân tương lai của Việt Nam có được cái nhận thức tốt nhất về mỹ thuật và có thể nhận biết được những cái tác phẩm, những cái di sản nghệ thuật của nước nhà cũng như của thế giới. Chương trình này được tiếp thu từ những kinh nghiệm của các chương trình giáo dục nào trên thế giới không ạ? Bên cạnh cái việc kế thừa những cái điểm mạnh của chương trình hiện hành thì chương trình môn mỹ thuật lần này đã kế thừa có thể nói là rất nhiều và lấy được rất nhiều những cái điểm mạnh của các cái chương trình các nước tiên tiến trên thế giới, và đặc biệt là có cái sự nghiên cứu về những cái phát triển của cái ngành mỹ thuật mà của các nước nó gần với cả văn hóa Việt Nam. Ở chương trình mỹ thuật mới này thì cũng giống như một số các nước tiên tiến họ đang áp dụng, thì chúng ta đi sâu vào những cái
chuyên ngành, thể loại và đặc biệt là nhận thức về mỹ thuật, là đấy là những cái kiến thức cốt lõi và những đặc biệt là cái vấn đề ngôn ngữ mỹ thuật mà chúng ta cần phải trang bị cho học sinh. Điều này đã giúp cho học sinh được nhận thức và phát triển rất là tốt. Và đặc biệt là mỹ thuật phổ thông lần này thì có cả cái góc độ tiếp cận ngành nghề được áp dụng vào trong cái cấp trung học phổ thông. Và đây là một cái bước đệm để cho các em học sinh có thể tạo được một cái đà tốt để mà có thể... Xin cô cho biết là yêu cầu cần đạt về năng lực mỹ thuật được thể hiện như thế nào và làm thế nào để có thể phát triển được những năng lực đó? Đối với môn mỹ thuật, những các cái phần trên chúng tôi đã chia sẻ, chương trình môn mỹ thuật, mục tiêu hình thành năng lực mỹ thuật cho học sinh là cái biểu hiện của năng lực thẩm mỹ. Đấy là cái mục tiêu cốt lõi. Và theo đó để hình thành và phát triển cái năng lực này được thể hiện như thế nào thì trước hết là giáo viên cần cho học sinh tiếp cận với đối tượng quan sát. Các đối tượng này giáo viên có thể chuẩn bị dựa trên các cái đa dạng các cái nguồn thông tin, chẳng hạn trên internet, trong đời sống thực tiễn, trong các cái tác phẩm nghệ thuật, để học sinh có cơ hội được tìm hiểu, được phát triển nhận thức thông qua quan sát đời sống xung quanh, quan sát thông qua các tác phẩm nghệ thuật, để giúp các em có những cái hiểu biết cần thiết về mỹ thuật thông qua hoạt động này. Đồng thời trong tổ chức hoạt động quan sát thì giáo viên cần phải vận dụng linh hoạt cái phương pháp quan sát từ bao quát tổng thể đến chi tiết bộ phận, và tùy từng cái đặc điểm tâm lý lứa tuổi và đối tượng học sinh để vận dụng các cái phương pháp này phù hợp. Chẳng hạn như đối với học sinh ở cấp học dưới thì cái tư duy của học sinh là tư duy nhận thức trực quan, vì vậy các thầy cô có thể sử dụng cái đồ dùng mà học sinh dễ nhận biết được kiến thức. Đối với cấp học trên thì đòi hỏi cái cấp độ tư duy của học sinh thì có các thầy cô có thể lựa chọn một đồ dùng trực quan để học sinh quan sát, để phát triển được khả năng qua so sánh, đối chiếu để đi đến những cái nhận thức trọn vẹn hơn về cái đối tượng quan sát. Đối với hình thành và phát triển năng lực thực hành và sáng tạo trong tổ chức dạy học, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh được thể hiện những ý tưởng bằng đa dạng các cái vật liệu, các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học thông qua chẳng hạn như là nhóm nhỏ, nhóm lớn, như cặp đôi, rồi nhóm 4, nhóm 6, vân vân, và các quy mô nhóm khác nhau trong các không gian học tập khác nhau. Tùy vào cái điều kiện thực tiễn của nhà trường thì các thầy các cô khuyến khích học sinh tổ chức học sinh ở cái đa dạng không gian, chẳng hạn như trong lớp học, ở ngoài trường, sân trường và ở các cái địa điểm mà khai thác các cái di sản văn hóa của tại cái địa phương, để thông qua đấy cũng lồng ghép để học sinh và bồi dưỡng học sinh cái giáo dục cái tình yêu quê hương đất nước thông qua các cái hoạt động thực hành sáng tạo. Đặc biệt là có thể có cô quán triệt cái phương pháp lồng ghép thực hành và thảo luận trong các cái hoạt động mà để học sinh hình thành cái hoạt động sáng tạo và ứng dụng thẩm mỹ gắn mỹ thuật với cái đời sống thực tiễn. Đối với hoạt động phân tích và đánh giá thẩm mỹ, đây là một cái hoạt động mà giúp học sinh được chia sẻ nhiều hơn những cái ý tưởng về cái sản phẩm mà tạo hình của bản thân, của nhóm. Thông qua đấy giúp học sinh cảm thụ được thẩm mỹ. Vì vậy các thầy cô vận dụng đa dạng các hình thức tổ chức dạy học để học sinh được tiếp cận với các cái đối tượng quan sát, với các cái giá trị, với cái tác phẩm sản phẩm thông qua nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là thông qua thuyết trình, thông qua biểu đạt ngôn ngữ cơ thể, thông qua các cái bài luận, thông qua các cái kết quả các dự án học tập, vân vân. Thông qua đấy thì học sinh có thể vừa phát triển được cái khả năng cảm thụ, vừa phát triển được các cái năng lực khác như giao tiếp, hợp tác và các cái năng lực cần thiết, hướng tới mục tiêu để hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh thông qua các cái năng lực thành phần của môn mỹ thuật. Tôi là Nguyễn Tuấn Sơn, giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành. Tôi xin có một câu hỏi dành cho các thầy cô là chương trình môn mỹ thuật đã kế thừa cái chương trình hiện hành như thế nào? Trước hết, kế thừa là một trong những nguyên tắc, đồng thời cũng là một trong những cái quan điểm
về xây dựng chương trình. Đối với chương trình mỹ thuật phổ thông đổi mới lần này thì chương trình kế thừa một số điểm sau. Thứ nhất là kế thừa quan điểm, đấy là quan điểm về giáo dục thẩm mỹ. Cái hai là kế thừa về mục tiêu của chương trình của hiện hành, đấy là giúp học sinh có những kiến thức cần thiết về mỹ thuật, ví dụ như đường nét, màu sắc, động nhạt, hình khối. Điểm kế thừa thứ ba, đấy là kế thừa nội dung dạy học. Có thể nói đây là một trong những cái mạch nội dung mà khi làm chương trình mới, chúng tôi cũng qua rất nhiều hội thảo cũng đánh giá rất cao cái ưu điểm của chương trình hiện hành và cái mạch nội dung trong chương trình mới thì chúng tôi cũng kế thừa khá nhiều. Tôi có thể lấy ví dụ chương trình mới tiếp cận và kế thừa các cái mạch nội dung về phân môn vẽ theo mẫu, vẽ trang trí, vẽ tranh, thưởng thức mỹ thuật, tập nặn, tạo dáng. Đấy là có nội dung môn mỹ thuật và kế thừa các nội dung môn thủ công lớp 1, 2, 3 của phần thủ công của môn thủ công kỹ thuật của chương trình hiện hành. Tuy nhiên trong chương trình mới thì các cái nội dung chúng kế thừa này thì sắp xếp và tổ chức lại theo hai trục, đấy là mỹ thuật tạo hình và mỹ thuật ứng dụng trong chương trình mới. Điểm kế thừa của chương trình hiện hành tiếp theo đấy là kế thừa về phương pháp dạy học, tiếp tục phát huy các ưu điểm của các phương pháp đề cập trong chương trình hiện hành, ví dụ phương pháp quan sát, phương pháp trực quan, phương pháp làm thực hành, phương pháp làm việc nhóm, vân vân ạ. Đồng thời chương trình mới cũng phát huy những cái ưu điểm của các phương pháp về đổi mới giáo dục mỹ thuật trong những năm gần đây. Các cái phương pháp kế thừa đấy thì trong chương trình mới chú trọng vận dụng linh hoạt và sáng tạo, đồng ghép trong hoạt động thực hành và thảo luận trong giáo dục mỹ thuật. Điểm kế thừa tiếp theo đấy là trong chương trình mới thì kế thừa cái đánh giá của học sinh dựa trên cái năng lực của học sinh về môn mỹ thuật. Thì đấy là một số những cái điểm kế thừa cơ bản trong chương trình hiện hành mà sẽ được nối tiếp ở trong chương trình mới. Tôi là Ngô Phương Huyền, hiện đang là giáo viên dạy mỹ thuật của trường tiểu học Dịch Vọng B. Sau khi nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể thì tôi có một số các câu hỏi mong muốn được quý thầy cô giải đáp như sau. Thứ nhất, đó là nội dung cốt lõi của chương trình giáo dục phổ thông môn học mỹ thuật các cấp gồm những gì? Thứ nhất là đối với cấp tiểu học thì các nội dung gồm có lý luận và lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa tranh in và nội dung thủ công. Đối với tiểu học, nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật thì không dạy thành một cái mạch độc lập riêng lẻ như chương trình hiện hành mà được lồng ghép, mà tích hợp trong hoạt động thực hành. Cụ thể là tạo cơ hội cho học sinh được làm quen, tìm hiểu với các tác giả, tác phẩm mỹ thuật thông qua hoạt động thực hành và thảo luận. Đối với chương trình trung học cơ sở thì nội dung cốt lõi gồm có lý luận lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa tranh in, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa và thiết kế thời trang. Tương tự như chương trình tiểu học thì nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật cũng sẽ được lồng ghép trong các hoạt động thực hành, không dạy thành cái mạch độc lập mà riêng lẻ. Nội dung giáo dục cốt lõi của chương trình trung học phổ thông thì đáp ứng với mục tiêu là mở rộng kiến thức để tiện cho học sinh được tiếp cận với các ngành nghề liên quan đến mỹ thuật và gắn với đời sống thực tiễn. Thì chương trình phát triển cái mạch nội dung ở giai đoạn giáo dục cơ bản gồm có lý luận lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa tranh in, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh, thiết kế đồ họa, kiến trúc. Đối với nội dung của chương trình trung học phổ thông thì với cái mạch lý luận lịch sử mỹ thuật thì có một cái điểm khác biệt với giai đoạn giáo dục cơ bản, đấy là nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật đồng thời vừa là cái mạch nội dung độc lập để học sinh có lựa chọn theo sở thích, nhưng đồng thời đảm bảo cái mục tiêu cũng như cái định hướng đổi mới của chương trình, đấy là lồng ghép trong thực hành và thảo luận mỹ thuật. Vì vậy nên cái nội dung lý luận và lịch sử mỹ thuật này thì sẽ có hai chức năng, là vừa là một mạch độc lập, vừa là một cái mạch để lồng ghép trong thực hành của học sinh.
Đấy là cái các cái nội dung cốt lõi của chương trình. Các thầy cô khi tiếp cận chương trình thì có thể băn khoăn một số những cái tên gọi nó khá mới so với chương trình hiện hành. Tuy nhiên đối chiếu với chương trình hiện hành, như phần trên chúng tôi đã nói là cái sự có những cái sự kế thừa, có những cái điểm kế thừa, và chúng tôi sắp xếp lại theo những cái mạch và các cái tên gọi một số những cái nội dung thì có nghe tên gọi có thể cô có thể là thấy mới. Ví dụ chẳng hạn yếu tố nguyên lý tạo hình thì thực tế chương trình hiện hành cũng đã tiếp cận ở một số những cái dạng bài có đề cập tới đường nét, màu sắc, hình khối, thì các yếu tố đó trong chương trình nghệ thuật mới cũng vẫn được kế thừa nhưng sắp xếp lại để lấy theo cái thuật ngữ của chuyên môn. Cũng tương tự như vậy, đối với thiết kế đồ họa thì chẳng hạn như chương trình hiện hành có những cái bài về trang trí về sách, cái đấy là những cái dạng bài của thiết kế, lĩnh vực thiết kế đồ họa, hay thiết kế những cái bài tạo dáng và trang trí chậu cảnh, lọ hoa, đấy là một cái dạng bài của thiết kế công nghiệp. Vì vậy khi nghe những các cái tên, nội dung và cái cách tiếp cận thì các thầy cô cũng yên tâm. Có những nội dung là kế thừa chương trình này như sắp xếp lại và đặt gọi đúng, xác định là gọi đúng tên của chuyên ngành, mang tính chuyên ngành. Tôi là Đặng Thị Thu Hường, giáo viên mỹ thuật Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cầu Giấy, Hà Nội. Cô có thể cho biết phương pháp giáo dục môn mỹ thuật cần chú trọng những điểm mới nào? Như phần đầu, một số những điểm mới của chương trình thì tôi cũng đã nói là cái chương trình đổi mới về phương pháp dạy học, và đối với chương trình môn mỹ thuật mới thì phương pháp mà chú trọng đấy là lồng ghép hoạt động thực hành và thảo luận trong quá trình học sinh học và quá trình dạy học. Đấy là một trong những điểm mới của chương trình. Như tôi đã nói ở phần trên, cái sự đổi mới này thì luôn luôn tạo cho học sinh được chia sẻ nhiều hơn, được trao đổi nhiều hơn, và học sinh được học tập lẫn nhau trong quá trình học tập. Cái điểm mới về phương pháp là chương trình chú trọng đa dạng các cái vật liệu, chất liệu sẵn có mà đối mọi học sinh có thể sưu tầm, có thể chuẩn bị được để làm cái dụng cụ thực hành sáng tạo. Bên cạnh đó thì chương trình cũng đổi mới khuyến khích nhà trường và giáo viên tổ chức học sinh đa dạng các hình thức học tập và các cái không gian học tập, chẳng hạn như trong lớp, ngoài nhà trường, để giúp học sinh được vận dụng những cái kiến thức mỹ thuật vào thực tế nhiều hơn. Đấy là một số những điểm mới mà cần chú trọng trong phương pháp dạy học của chương trình môn mỹ thuật. Môn mỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 góp phần hình thành lên những phẩm chất và năng lực nào? Môn mỹ thuật thông qua các phương pháp và hình thức dạy học để góp phần hình thành các phẩm chất của học sinh. Trước hết, phẩm chất thì trong từ điển tiếng Việt nó là cái làm nên giá trị của người và vật. Vì vậy nên là phẩm chất thì phải thông qua một quá trình để giáo dục, và không thể thông qua một bài, thông qua một nội dung mà có thể hình thành được phẩm chất. Vì vậy nên đối với môn mỹ thuật thì thông qua cái phương pháp dạy học, mà đặc biệt là phương pháp thảo luận và thực hành, thì kết hợp với liên hệ những cái vấn sử dụng cái tình huống thực tiễn, liên hệ với vấn đề trong đời sống hàng ngày để lồng ghép giáo dục cho học sinh các những cái ý thức, những cái hành vi, cái thái độ thông qua cái nội dung mà học tập, từ đấy để bồi dưỡng cho học sinh các tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với các cái với bản thân cũng như với cộng đồng, với gia đình và cộng đồng xung quanh. Đấy là một số những cái nét chính để thông qua phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để hình thành cho học sinh các cái phẩm chất. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Mai Thị Phượng, là giáo viên dạy bộ môn mỹ thuật tại trường Liên cấp Tây Hà Nội. Thưa thầy, thông qua phương pháp giáo dục, môn mỹ thuật góp phần hình thành và phát triển năng lực chung như thế nào ạ? Môn mỹ thuật trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã góp phần khá lớn vào trong cái sự phát triển của cái ba năng lực chung. Thứ nhất, nó là năng lực tự chủ, tự học. Thì đây là một cái điểm mà có lẽ trong giáo dục Việt Nam cần phải đẩy mạnh. Bởi vì là cái ý thức của học sinh cũng như sinh viên quan niệm về cái vấn đề tự học và tự chủ trong học tập là chưa thực sự cao. Và môn mỹ thuật lần này đưa cái phần phương pháp để khơi gợi và khuyến khích các em tự học, tự nghiên cứu và
tự làm việc và có ý thức tự giải quyết những cái vấn đề trong các cái nội dung kiến thức này, nội dung thực hành và trong cả những các vấn đề thảo luận. Năng lực thứ hai đó là năng lực giao tiếp và hợp tác. Thì trong cái giáo dục mỹ thuật mới thì đây là một trong cái vấn đề đòi hỏi rất lớn. Bởi vì chương trình mới chúng tôi đưa ra là trong cái hoạt động thực hành cũng như thảo luận của mỹ thuật thì đòi hỏi có sự trao đổi, hợp tác và giao lưu và học hỏi kiến thức giữa các cá nhân, giữa nhóm và với cả các cái phương tiện truyền thông cũng như là những cái tư liệu hoặc là những cái vốn trong cuộc sống. Đấy là những cái điều mà chúng tôi phát triển và đẩy mạnh và đưa lên vào trong chương trình mới. Cho nên cái khả năng và cái yêu cầu về giao tiếp và hợp tác là tiên quyết. Và đấy là một cái bước mới mà môn mỹ thuật là đã thành công trong cái việc đưa vào trong chương trình. Cái năng lực thứ ba đó là năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thì đây cũng là một cái điểm mà kế thừa khá nhiều ở những cái chương trình của nước ngoài. Bởi vì cái năng lực giải quyết vấn đề là cái năng lực đòi hỏi học sinh phải tự tìm hiểu, tự tìm ra phương pháp, tự giải quyết vấn đề. Và các em phải có một cái nỗ lực cá nhân rất lớn. Và đây nó trở thành một cái tiêu chí, một cái phương pháp chung cho tất cả các môn học cũng như là cái nền giáo dục mới. Và giải quyết vấn đề các em có thể xử lý tình huống trong từng trường hợp và cũng như học tập nói chung thì các em cần phải có cái năng lực này trong mọi tình huống. Và cái tính sáng tạo ở đây nó cũng được dựa trên cái năng lực giải quyết vấn đề rất nhiều. Bởi vì ở trên thế giới thì họ đặt dựa hoàn toàn vào những cái cá nhân và những cái năng lực, cái phẩm chất cá nhân để có thể phát triển. Và học sinh có thể tự tìm ra một cái hướng riêng. Và đặc biệt trong mỹ thuật thì cái tính riêng, tính cá nhân và những cái đặc điểm thiên về cá tính hoặc là những cái phẩm chất, những cảm xúc là cái vấn đề được đặt lên rất cao. Thưa cô, em xin được hỏi mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục bộ môn của chương trình bộ môn mỹ thuật được thể hiện như thế nào không ạ? Đối với chương trình môn mỹ thuật thì mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục đấy là cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời về những cái kết quả học tập của học sinh. Và cái sự cung cấp thông tin này sẽ giúp cho học sinh có thể tự đánh giá được bản thân mình, cái ưu điểm của những hạn chế, và từ đấy học sinh có biết cách phát huy những cái ưu điểm đó và khắc phục những hạn chế đó. Đồng thời cái mục tiêu của đánh giá của chương trình môn mỹ thuật thì giúp cho giáo viên cũng biết được cái mức độ đạt được đối với yêu cầu cần đạt của chương trình của học sinh đã ở cái mức độ nào, để từ đó có thể hỗ trợ và đổi mới cái phương pháp dạy học để nâng cao cái hiệu quả giáo dục. Cũng thông qua cái mục tiêu đấy thì giúp cho phụ huynh học sinh biết được cái kết quả học tập của con, và từ đấy cũng phối hợp với nhà trường để nâng cao cái chất lượng giáo dục mà môn mỹ thuật nói riêng và giáo dục trong nhà trường phổ thông nói chung. Đấy là một số những cái mục tiêu cơ bản của về đánh giá trong chương trình môn mỹ thuật. Và cái điều quan trọng là đánh giá môn mỹ thuật thì đánh giá thông qua quá trình, thông qua sản phẩm của học sinh, và khuyến khích động viên học sinh đánh giá để vì sự tiến bộ của học sinh. Đấy là cái điểm cốt lõi trong mục tiêu đánh giá của chương trình môn mỹ thuật. Sau khi xem xong video về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ môn mỹ thuật, các đồng chí thảo luận câu hỏi sau. Ở câu hỏi này, chúng ta sẽ thảo luận theo cặp đôi. Đồng chí hãy cho biết mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 của bộ môn mỹ thuật. Đồng chí hãy trình bày các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực mà mình biết. Ở đơn vị đồng chí đã áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học như thế nào để phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, lấy ví dụ cụ thể. Thời gian thảo luận là 40 phút. Các đồng chí làm bài trên bảng nhóm hoặc giấy A2, nộp bài về theo địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0988 701 181. Thời gian 40 phút thảo luận bắt đầu.
Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các đồng chí về mục tiêu của chương trình. Về mục tiêu của chương trình, đó chính là hình thành phát triển ở học sinh năng lực mỹ thuật, nhận thức được mối quan hệ giữa mỹ thuật với đời sống xã hội và các loại hình nghệ thuật khác, có ý thức trân trọng di sản văn hóa nghệ thuật và khả năng ứng dụng kiến thức mỹ thuật vào đời sống, có hiểu biết tổng quát về ngành nghề liên quan đến mỹ thuật và khả năng định hướng nghề nghiệp của bản thân, trải nghiệm và khám phá mỹ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động, góp phần hình thành phát triển ở học sinh các phẩm chất và năng lực chung. Phương pháp và kỹ thuật dạy học. Ở trường học, chúng ta thường sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học sau. Đó là phương pháp dạy học thực hành, phương pháp dạy học trực quan, phương pháp dạy học hợp tác, phương pháp dạy học khám phá, phương pháp dạy học tích hợp, lồng ghép. Về kỹ thuật dạy học, chúng ta thường sử dụng các kỹ thuật dạy học như kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật sơ đồ tư duy, kỹ thuật mảnh ghép. Vừa rồi chúng ta vừa cùng tìm hiểu xong về nội dung 1, chúng ta cùng chuyển sang nội dung 2. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các đồng chí về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ môn mỹ thuật lớp 2. Về mục tiêu của cấp tiểu học, đó chính là bước đầu hình thành phát triển năng lực mỹ thuật thông qua các hoạt động trải nghiệm, biết thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng về thế giới xung quanh, hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, bước đầu làm quen, tìm hiểu, cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm, tác phẩm mỹ thuật, hình thành năng lực tự chủ và tự học, góp phần hình thành các phẩm chất quy định trong chương trình tổng thể. Về đặc điểm của môn học, tên môn học đó là giáo dục nghệ thuật, bao gồm môn âm nhạc và bộ môn mỹ thuật. Chương trình mở rộng phạm vi dạy học ở cấp trung học phổ thông, về trọng tâm giáo dục, hình thành phát triển năng lực mỹ thuật. Nội dung giáo dục không quy định cụ thể theo bài, theo tiết, lấy các yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình làm cơ sở để lựa chọn nội dung dạy học và đánh giá kết quả. Chương trình đảm bảo dạy học tích hợp, dạy học phân hóa. Đặc điểm của môn học chia làm hai giai đoạn, đó chính là giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Ở giai đoạn 1, mỹ thuật là nội dung giáo dục bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 9. Chương trình tạo cơ hội cho học sinh làm quen và trải nghiệm kiến thức mỹ thuật thông qua nhiều hình thức hoạt động. Môn học hình thành phát triển ở học sinh khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật, nhận thức và biểu đạt thế giới, khả năng cảm nhận và tìm hiểu, thể nghiệm các giá trị văn hóa, thẩm mỹ trong đời sống nghệ thuật. Trong giai đoạn 2, mỹ thuật là môn học được lựa chọn theo nguyện vọng và định hướng nghề nghiệp của học sinh. Nội dung giáo dục mỹ thuật được mở rộng, phát triển kiến thức, kỹ năng mỹ thuật đã hình thành ở giai đoạn giáo dục cơ bản, tiếp cận các nhóm ngành nghề liên quan đến nghệ thuật, thị giác và có tính ứng dụng trong thực tiễn. Chương trình giúp học sinh phát triển tư duy độc lập, khả năng phản biện, phân tích và sáng tạo nghệ thuật, hiểu được vai trò và ứng dụng của mỹ thuật trong đời sống. Chương trình tạo cơ sở cho học sinh tìm hiểu và có định hướng nghề nghiệp phù hợp với bản thân dựa trên nhu cầu thực tế, thích ứng với xã hội. Về quan điểm xây dựng chương trình, tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong chương trình tổng thể, học sinh tiếp cận văn hóa, nghệ thuật dân tộc và thế giới trên cơ sở vận dụng kiến thức mỹ thuật. Chương trình thiết kế theo hướng mở, linh hoạt, chú trọng lồng ghép hoạt động thảo luận và thực hành, sáng tạo. Chương trình tiếp tục phát triển phù hợp với tiến bộ của nghệ thuật, yêu cầu của thực tiễn. Về quan điểm xây dựng chương trình, quan điểm xây dựng chương trình thì vận dụng phương pháp sơ đồ đảo ngược. Đầu tiên, lấy bối cảnh của thời đại, nhu cầu phát triển của đất nước, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu giáo dục phổ thông, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá. Về nội dung giáo dục, một đó là mỹ thuật tạo hình.
thì có các cái yêu cầu về chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm và không gian. Về mỹ thuật ứng dụng sẽ có các yêu cầu về cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỷ lệ và hài hòa. Nội dung giáo dục đảm bảo các yếu tố sau, đó là yếu tố nguyên lý tạo hình, thể loại, thực hành và thảo luận, định hướng chủ đề. Nội dung giáo dục của bộ môn mỹ thuật lớp 2 bao gồm các yếu tố sau: lý luận và lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa, điêu khắc, thủ công. Nội dung của mỹ thuật tạo hình: thứ nhất là yếu tố và nguyên lý tạo hình, đó là lựa chọn, kết hợp yếu tố tạo hình, chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian. Về nguyên lý tạo hình: cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỷ lệ, hài hòa. Về thể loại: lựa chọn, kết hợp, lý luận và lịch sử mỹ thuật, hội họa, đồ họa hay còn gọi là tranh in, điêu khắc. Hoạt động thực hành và thảo luận: thực hành sẽ có thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật 2D, thực hành sáng tạo sản phẩm mỹ thuật 3D. Thảo luận gồm các nội dung như lựa chọn, kết hợp, tìm hiểu tác giả, tác phẩm, di sản văn hóa nghệ thuật, sản phẩm thực hành của học sinh. Về định hướng chủ đề: lựa chọn, kết hợp, thiên nhiên, con người, gia đình, nhà trường, xã hội. Chúng ta vừa tìm hiểu nội dung của mỹ thuật tạo hình. Sau đây mời các đồng chí sẽ trả lời câu hỏi sau. Đồng chí hãy trình bày nội dung của mỹ thuật ứng dụng lớp 2 trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Thời gian là 35 phút, các đồng chí làm trên giấy A4, nộp bài về địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0988 701 181. Về nội dung của mỹ thuật ứng dụng, chúng ta cùng tìm hiểu. Thứ nhất, về yếu tố và nguyên lý tạo hình. Về yếu tố tạo hình sẽ có chấm, nét, hình, khối, màu sắc, đậm nhạt, chất cảm, không gian. Về nguyên lý tạo hình sẽ có các nội dung như cân bằng, tương phản, lặp lại, nhịp điệu, nhấn mạnh, chuyển động, tỷ lệ, hài hòa. Về thể loại, đó là thủ công, sẽ có các nội dung như lựa chọn, kết hợp, đồ thủ công bằng vật liệu tự nhiên, đồ thủ công bằng vật liệu nhân tạo, đồ thủ công bằng vật liệu sưu tầm, tái sử dụng. Hoạt động thực hành và thảo luận: thực hành sẽ có thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 2D, thực hành sáng tạo sản phẩm thủ công 3D. Về thảo luận gồm các nội dung như lựa chọn, kết hợp, sản phẩm thủ công, sản phẩm thực hành của học sinh. Định hướng chủ đề sẽ có các nội dung như lựa chọn, kết hợp, đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân. Chương trình môn mỹ thuật lớp 2 cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về đáp ứng yêu cầu cần đạt và tiến bộ của học sinh, phù hợp với mục tiêu giáo dục, coi trọng khả năng vận dụng kiến thức, khả năng của học sinh, bảo đảm phân hóa dần ở cấp học trên. Đánh giá quá trình: đa dạng các phương pháp, hình thức đánh giá. Học sinh biết thời điểm, nội dung đánh giá. Học sinh tự đánh giá đồng đẳng. Đối tượng đánh giá: sản phẩm và quá trình học tập của học sinh, vận dụng đổi mới phương pháp giáo dục trong đánh giá. Chúng ta vừa tìm hiểu về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ môn mỹ thuật lớp 2. Và bây giờ các đồng chí hãy thảo luận và trả lời câu hỏi sau. Đồng chí hãy cho biết những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 của bộ môn mỹ thuật. Thời gian thảo luận là 35 phút.
làm bài nộp về địa chỉ Zalo theo số điện thoại 0988 701 181. Tôi và các đồng chí sẽ tìm hiểu về những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 của bộ môn mỹ thuật. Thứ nhất, chương trình được mở rộng về phạm vi đối tượng giáo dục, lần đầu tiên được thực hiện dạy học ở cấp trung học phổ thông. Thứ hai, chương trình tập trung mục tiêu phát triển năng lực thẩm mỹ, cụ thể ở các năng lực thành phần đặc thù của môn học như quan sát và nhận thức thẩm mỹ, sáng tạo và ứng dụng thẩm mỹ, phân tích và đánh giá thẩm mỹ. Thứ ba, chương trình tiếp cận nội dung dựa trên kiến thức cốt lõi của nghệ thuật thị giác, vừa đảm bảo dạy học tích hợp, vừa đảm bảo dạy học phân hóa và định hướng nghề nghiệp, vừa là môn học bắt buộc ở giai đoạn giáo dục cơ bản, vừa là môn học tự chọn ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp. Chương trình xây dựng theo hướng mở, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục cũng như giáo viên có thể vận dụng linh hoạt, sáng tạo và tránh quá tải. Thứ tư, chương trình chú trọng đổi mới phương pháp, vận dụng đa dạng các hình thức, không gian học tập, các chất liệu, vật liệu sưu tầm, tái sử dụng trong thực hành, sáng tạo, thông qua lồng ghép thảo luận nghệ thuật và thực hành nghệ thuật, học sinh đồng thời vừa là người sáng tạo nghệ thuật, vừa là người thưởng thức nghệ thuật. Thứ năm, chương trình đổi mới đánh giá, trọng tâm là đánh giá năng lực thẩm mỹ, phương pháp đánh giá chủ yếu là đánh giá quá trình kết hợp với đánh giá tổng kết thông qua sử dụng những công cụ đánh giá như quan sát, nhận xét sản phẩm, hồ sơ học tập, tạo cơ hội để học sinh tự đánh giá trong thảo luận nghệ thuật và thực hành nghệ thuật. Kết luận, những đổi mới chương trình không có nghĩa là xây dựng lại từ đầu, mà phải kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình hiện hành. Đổi mới cũng phải khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong chương trình hiện nay, đáp ứng yêu cầu mới. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của bộ môn mỹ thuật lớp 2. Trong năm học mới, chúc tất cả các đồng chí mạnh khỏe và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xin chào và hẹn gặp lại!